Các bác một bộ sản phẩm mới, đó chính là bộ tưới lan. Và rất là nhiều bác đã thắc mắc và muốn hỏi về cái bộ sản phẩm tưới lan làm sao để cho các bác thuận tiện nhất trong gia đình của mình để có một cái vườn lan nhỏ. Và hôm nay thì trước mặt các bác một cái bộ sản phẩm này thì em sẽ đem đến cho mọi người một cái công dụng rất là tuyệt vời về một cái bộ nhỏ xinh nhưng lại đem lại cái hiệu quả trong cái mùa hè tưới lan này. Và việc sử dụng cái bộ sản phẩm này thì rất là đơn giản thôi ạ. Và để chi tiết hơn thì bây giờ em sẽ nhờ một anh kỹ thuật để giới thiệu cho các bác quy trình để sử dụng một cái bộ sản phẩm tưới lan như thế này nhé. Xin chào các bác, thì bây giờ em sẽ nói qua về cái máy này một chút. Thì thứ nhất là máy sử dụng motor 12V 5A 100% dây đồng. Motor này thì được bảo hành 3 tháng. Bộ phận thứ hai cũng rất quan trọng, đó là cái cục đổi nguồn từ điện 220 về hàng 12V. Cái cục đổi nguồn này sử dụng cục đổi nguồn 12V cũng 5A, rất là bền và có đèn báo, dây nguồn rời để tiện cho việc di chuyển. Về phần dây hút thì dài 1,3m và có chỗ lọc rác để các bác tưới thuốc không bị tắc. Các bác dùng thì các bác chỉ việc cho cái chỗ này lọc ở dưới nước là xong. Còn về dây phun này thì là dây 10m. Loại này khác với các loại trên thị trường, đó là dây bọc sắt rắn để chịu được lực rất là tốt, sẽ không bị phình, không bị thủng. Dây này trên thị trường đang có giá là 10.000m. 10m. Các bác nào đặt yêu cầu đặt thêm dài 15-20m thì vẫn làm được nhé. Về chi tiết thì cần phun thì quan trọng nhất đó là cần có khóa. Khi mà chúng ta khóa vào thì máy cũng tự động ngắt, khi ta mở ra thì máy cũng tự động chạy. Và cái cần này dài 3,5m, có thể rút ra rút vào được rất là chắc chắn. Bây giờ sẽ rút thử cho các bác xem. Bác nào mà vườn cao, vườn lan treo trên cao cũng rất là tiện. Đó, 3,5m hết cỡ, rất là chắc chắn ạ. Giờ sẽ thu lại. Cần này thì cũng có nhiều loại nhé, có loại cần 1,2m này, 2,5m này, 3,5m, bát phun bằng nhựa. Thì trong hộp hàng em gửi cho các bác thì em sẽ khuyến mại thêm cho các bác một cái bát nữa, phun ít nước hơn để các bác nào chơi hồng thì có thể tưới được. Đây em sẽ cắm máy thử cho các bác xem. Chỉ việc là cho cái chỗ hút nước này vào cái xô nước hoặc chậu nước thôi, xong đó chúng ta cắm máy. Bác có thể nhìn thấy cái đèn nó sáng đấy, là báo máy đang chạy. Và chúng ta 10m. Quá. Khi máy có van áp cao, khi mà chúng ta khóa nước như này thì là đồng thời cái máy bơm nó cũng sẽ dừng, tránh việc là các bác phung phí cái thuốc đi lung tung. Mở ra thì máy chạy tiếp. Dường phun rất là khỏe. Bạn nào chơi lan thì cái sản phẩm này rất là hữu ích. Đây bây giờ em sẽ tưới lên cả làn cho các bác xem. Ví dụ cái làn này. Sản phẩm này trên thị trường hiện đang có giá là 560.000, nhưng mà bên shop em thì đang sale còn có 430.000 thôi. Còn chúng ta khóa lại thì máy tự ngắt này, đảm bảo việc không bị cháy máy, không bị quá tải. Ok, cảm ơn các bác đã xem.